Hello các anh em, video đầu tiên của năm 2023. Đã gần 10 ngày rồi, chúng ta mới lại được gặp nhau. Thật ra thì mọi người đã biết cuối năm thì chúng ta ai cũng bận bịu, còn công việc, còn gia đình. Cho nên là cái tần suất mà được lên chém gió với các anh em nó cũng bị ảnh hưởng. Cũng một số các anh em nhắn tin hỏi mình, nhưng mà biết sao được. Phận trai 12 bến nước, nó cũng còn việc này, việc kia, chứ đâu phải là mỗi việc quay video, làm về view nước hoa đâu anh em. Thì nói chung là mình thời điểm này mình cũng cố gắng để mà ra Tết thì làm sao mà lại được hầu chuyện các anh em nó đều đặn hơn đó. Và trước khi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái món quà nho nhỏ dành cho các anh em. Mình nghĩ rằng một cái video đầu tiên của năm 2023 thì nên chia sẻ với các anh em một chai nước hoa người ta, mình tạm gọi nó là Hidden Gem đi. Một cái con mà ngon này, ít người được biết đến và nó rất là xuất sắc cá nhân mình đánh giá. Và chai nước hoa đó mình muốn nói đến đây, đó là Fragrance Center. Thật ra thì cái năm vừa rồi có một câu chuyện vui là nửa đầu năm thì mình fail toàn tập những cái chai nước hoa mình mua về để mà mình đi đào ngọc ấy. Những cái chai nước hoa mình mua về đều toang hết, toang nặng luôn ấy. Đối với mình thì mình cảm thấy là nó không được như vừa ý của mình thì là mình cho là toang. Tuy nhiên đến nửa cuối năm thì lại là thành công rực rỡ, mình kiếm được rất rất nhiều, cũng chỉ được khoảng 5-6 chai thôi, những chai ngon. Và Fragrance Center là một trong những chai nước hoa như thế. Tại sao mình lại chọn chai nước hoa này coi như là một cái món quà đầu năm cho các anh em? Bởi vì có hai lý do. Cái lý do đầu tiên đó là mình thấy rằng 90% những cái chai nước hoa đang có ở trên thị trường hiện nay không phải là một mùi thuần vỗ đàn hương, mà chỉ là những cái chai nước hoa có sử dụng đốt đàn hương, tuy nhiên nó bị pha tạp rất là nhiều. Nó không gọi là một cái mùi thuần ngậy sữa, một chút kem của gỗ đàn hương giống như mà chúng ta thường đọc như mô tả ở trên các cái định nghĩa mùi của gỗ đàn hương, mà đa phần đều là bị gọi là lai tạp mùi rất là nhiều. Do vậy mình chọn chai nước hoa này là vì lý do đầu tiên đó. Lý do thứ hai đó là chai nước hoa này thì nó không phải để dành cho newbie, những người mới dùng nước hoa. Bởi vì thông thường thì những người nào mới bắt đầu sử dụng nước hoa thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là một cái mùi nó thế nào nhỉ, nó mạnh bạo, nó phải có một cái chất gỗ. Còn chúng ta thực sự là chúng ta không thể phân biệt được đấy có phải là một gỗ đàn hương hay không, hay chỉ đơn thuần là một tông gỗ mạnh và chúng ta cảm thấy ok, xịt mùa đông là chúng ta cảm thấy là đúng chất gỗ là ok. Thì chai nước hoa này nó không phải là dạng như thế. Ở chai nước hoa này thì nó thiên về dạng natural, kiểu như là một mùi gỗ rất là tự nhiên. Và nó giống như kiểu là một cái mùi nó rất rất là không màu mè đó. Thì với anh em nào mà thích cái tông gỗ kiểu như vậy, thuần gỗ đàn hương và tự nhiên, thuần tự nhiên, thì Fragrance Center sẽ là một trong những cái sự lựa chọn cũng khá là thú vị. Còn lại nếu như mà không, còn lại nếu như chỉ đơn thuần không phân biệt được đâu là gỗ tuyết tùng, đâu là gỗ đàn hương, đâu là hoắc hương, mà chúng ta chỉ cần đơn thuần một chai tông gỗ, thì chai nước hoa này không phải là như thế. Thì đấy là hai cái mà mình sẽ gọi là chia sẻ với các anh em về cái món quà mà đầu năm 2023 thì mình sẽ tặng. Có nghĩa là mình nghĩ rằng là cũng rất là ổn áp với chai nước hoa này. Và quay trở lại cái chủ đề của video ngày hôm nay thì cái khoảng thời gian vừa rồi cũng có một số các anh em nhắn tin hỏi mình là bao giờ hoặc là tại sao anh không làm tiếp cái series khám bệnh cái bộ sưu tập nước hoa của các anh em ấy. Thì phải nói rằng để làm cái chủ đề này nó rất là khó, bởi vì mình phải ngồi, mình phải nghĩ là ok, cái gì điểm mạnh, điểm yếu, nó không đơn thuần chỉ là ngồi nhìn rồi làm. Thật ra làm cái chủ đề này nó còn khó hơn rất là nhiều những cái video review. Những cái video review thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Còn để mà nhìn rồi bắt đầu đánh giá thì đưa ra những cái nhận xét nó không hề là dễ dàng. Cho nên là đấy là một trong những cái lý do chính và tại sao mình ngắt quãng cái series video này. Tuy nhiên trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại cái gọi là góp ý, anh em mình cùng góp ý với một số những bộ sưu tập mà các anh em cái thời gian trước đã gửi cho mình ấy. Và đến bây giờ khi là những người anh em đó mua còn nhiều hơn rồi thì thật ra chúng ta có thể xem và chúng ta tham khảo để mà có thể tránh mắc những cái mà cá nhân mình thấy rằng là chưa ổn. Thì anh em mình cùng là trao đổi mà thôi, chứ nó không phải là cái gì phải theo ý kiến của mình cả.
Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Anh em mình sẽ cùng đi khám một vài bộ sưu tập của các anh em cùng đam mê nước hoa. Ok, còn bây giờ anh em mình relax và let's go. Ok các anh em, trước tiên chúng ta hãy cùng đến với bộ sưu tập của một người anh em có nickname là Long Phạm. Mình nghĩ rằng đến bây giờ thì có khi người anh em này sẽ còn mua được nhiều hơn rồi, bởi vì độ chịu chi khá là lớn. Chúng ta hãy cùng đến với cái ảnh đầu tiên. Ở đây thì anh em có thể thấy là có dòng Armani Privé. Nếu như mình đã khá một dòng cao cấp của nhà Armani. Thật ra cái dòng này thì mình vẫn thiên về nhà Dior hơn. Về cái chất lượng mùi hoặc là cái độ độc đáo mùi thì mình vẫn thiên về nhà Dior hơn là nhà Armani. Cái này thì nó chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi. Tiếp theo nữa là chúng ta có Angel Share. Quá là phổ biến rồi, phổ thông rồi. Nữa đó là Louis Vuitton Contrer Moi. Nếu mà mình phát âm sai thì anh em thông cảm. Chai nước hoa này thì mình đã từng được ngửi một tông mùi vani ngọt ấm rất là thú vị. Tuy nhiên thì so với cái mức giá của nó thì mình thấy rằng nó vẫn hơi bị overpriced, bởi vì chúng ta đều biết là để sở hữu một chai nước hoa Louis Vuitton nó phải rơi vào tầm khoảng 7-8 triệu. Và với cái tông mùi của chai nước hoa này thì nó chỉ mới chỉ ở mức ok thôi, mức ngon thôi, còn để bảo là đỉnh của đỉnh thì cũng không phải. Thật ra với cái tông này nếu mà để mà đưa tiền cho mình một chai nước hoa, chỉ cần mình chỉ cần mua một chai nước hoa tầm 2 triệu rưỡi đổ về thôi thì mình kiếm được đầy con, có thể đương cự hoặc là ngang ngửa với con Louis Vuitton này rồi, chứ chả cần phải đau to búa lẫn làm gì. Cho nên là Contrer Moi là một mùi vani ngon, thế nhưng bảo là xuất sắc thì là không phải. Tiếp theo nữa đó là Follow by Ken Rose. Đây theo như mình được biết đây là một chai nước hoa có tông cà phê. Mình thì vẫn đang miệt mài đi tìm một cái tông mùi cà phê gọi là ngon ấy. Thì không biết chai này là như nào, mình chưa được ngửi. Anh em nào nếu mà có vai ở cho mình xin cái. Ok, chúng ta sẽ sang ảnh thứ hai. Thì ở đây có thể thấy là người em này có Armoire này. Armoire ở đây chắc là bên trong là cùng là Lyric này, Reflection này, Interlude này. Bộ ba có thể gọi là ngày xưa ấy, khi mới bắt đầu là thấy Armoire ấy là bộ ba này cũng là một dạng kiểu flagship. Đó, tiếp theo nữa đó là nhà Jagna với Florentine Iris Indonesia Oud. Chai Indonesia Oud này mình đã từng được ngửi một đến hai lần đấy, cũng rất là ok, mùi tông trầm. Florentine Iris thì mọi người đều đã biết rồi. Đó, MFK Oud, con này như là siêm mút rồi, nó bị ao nét nhưng mình không nhìn rõ, cứ cho là siêm mút đi. Kieran Santa Royal Tower 02, một chai nước hoa tông warm spicy, cay nồng ấm. Kieran EDP. Ok, có thể thấy người anh em này đầu tư cũng khá là mạnh tay cho những cái tông sản phẩm niche. Ví dụ như riêng những cái dòng Jagna giá rất là đắt rồi, không hề rẻ. Tôi nói thật với các ông, bản thân tôi cũng không mấy khi, gần như không, chưa bao giờ dám bỏ ra một khoảng số tiền lớn để sở hữu một chai nước hoa giống như kiểu dòng Jagna. Rơi vào tầm khoảng hơn 5 củ đổ lên, thật sự là khủng khiếp. Đối với mình bỏ ra 5 triệu để mua một chai nước hoa là một sự khủng khiếp đấy. Đến bức ảnh thứ ba, bức ảnh cuối cùng thì ở đây chúng ta có thể thấy là người anh em này có bắt đầu là những cái dòng phổ thông, ví dụ như là Armani Coat này, Blue Jean, Lanui, giọt trắng 1812, Audible, Versace Eros, Jimmy Choo's. Đó thì anh em mình đã nói qua một chút về những cái anh em mình ở đây là chúng ta không gọi là phán xét, không phải phán xét mà chúng ta cùng gọi là trao đổi. Thì cá nhân mình ở đây chúng ta hãy cùng nói trước, chúng ta hãy cùng nói qua về những cái điểm mạnh của bộ sưu tập của người anh em Long Phạm này. Cái đầu tiên chúng ta có thể thấy là người anh em này đầu tư cũng rất là khủng khiếp đấy. Ví dụ như riêng cái chai Louis Vuitton hoặc là Ken Rose hay là Jagna chẳng hạn nhé, thì đưa cái số tiền đấy cho mình cũng có thể mua được đến 10-15 chai nước hoa rồi. Chứ mà để mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy để sở hữu 4 chai nước hoa này, thật sự là mình không dám. Thì chúng ta có thể thấy là người anh em này đầu tư cũng rất là mạnh tay. Có thể là bạn ấy thích cho nên là đầu tư cũng rất là mạnh tay. Đó, cái thứ hai thì là người anh em này cũng sở hữu những cái chai nước hoa mà
được đánh giá rất là cao trong cái phân khúc niche. Ví dụ như là bộ ba của nhà Armoire thì chúng ta biết rồi, đến là đều là flagship. Còn Louis Vuitton thì như mình đã nói, mình cũng thấy cái mùi tông mùi vani rất là ok. And the share thì nó là my love rồi, không cần phải nói nhiều. Followed by Camrose thì mình thấy rất là nhiều các anh em khen ngợi đó, mặc dù mình chưa được ngửi nhưng mà chân hoa này mình thấy được nhiều anh em khen ngợi thì mình nghĩ rằng nó rất là ngon, thì đấy cũng là một cái điểm cộng cho bộ sưu tập của người anh em Long Phạm này. Còn cái điểm mình cảm thấy không thích bộ sưu tập nước hoa của người anh em này thì điều đầu tiên đó là lệch, bị lệch rất là nhiều. Cái lệch ở đây đó là cái gì? Chúng ta có thể thấy tổng quan bộ nước hoa của người anh em này thì những cái chai nước hoa niche thì bị thiên về quá nhiều thu đông, xuân hè thì không có mấy. Mặc dù có thể miễn cưỡng thì vẫn có thể dùng được, nhưng về cơ bản xuân hè thì là không có mấy. Ở đây thì chúng ta có thể thấy có Lyric hoặc là Chacna Florentine Iris. Thì xuân hè nếu mà ở trong Nam thì thật sự là dùng mấy cái con này nó cũng không phải là một cái sự lựa chọn nó khả dĩ. Còn lại thì người anh em này thiên về thu đông quá nhiều những cái chai niche. Còn về những chai phổ thông cũng thế, chúng ta có thể thấy là hè thì chỉ có mỗi chai giò trắng, còn lại mấy chai kia thì nó vẫn hơi thiên về thu đông. Cho nên là chúng ta nhìn có thể thấy ở đây tổng quan là cái sự phân chia nó không được dàn đều mà nó bị lệch rất là nhiều. Thì khi mà có cái vấn đề này xảy ra, chúng ta có thể thấy là cái sự lựa chọn, cái sự xoay tua mùi hương trong bốn mùa nó sẽ bị ảnh hưởng. Ở đây ví dụ như là những cái mùa xuân hè chẳng hạn thì người anh em này cũng chỉ có dăm ba, hai ba chai là dùng, nó gọi là hợp lý. Còn nếu mà để miễn cưỡng dùng thì không nói làm gì. Nhưng ở đây là xuân hè, kể cả về niche hoặc là kể cả dòng phổ thông thì nó không chỉ được, không xoay tua được nhiều, chỉ dăm ba được hai ba chai là hết. Còn lại thì thu đông lại quá là nhiều. Cái thứ hai đó là bộ nước hoa này thiếu rất rất là nhiều những cái tông, cái nhóm mùi hương cơ bản. Ví dụ như spicy không có, floral không có, citrus thì chỉ gọi là không đáng kể. May ra thì có giò trắng, còn miễn cưỡng có thể gọi là citrus, mặc dù đây không phải là một chai nước hoa thuần mùi citrus. Thì chúng ta có thể thấy là thiếu rất là nhiều những cái nhóm mùi hương cơ bản. Mặc dù số tiền bỏ ra đầu tư rất là lớn nhưng mà bị thiếu tông này, bị thiếu nhóm mùi này. Đó thì đấy cũng là một cái mà chúng ta, anh em nào mà đang muốn build bộ collection nước hoa nên chú ý. Khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua thì cố gắng làm sao là trước tiên là chúng ta phải đảm bảo cái sự cân bằng, cố gắng là lựa những cái chai mà theo như kiểu của nhóm mùi ấy. Thì để chúng ta nó có một cái khái niệm rồi thì lúc đấy bắt đầu chúng ta mới bung tiền ra để mua. Ví dụ như thích cái nhóm này, thích nhóm này, chứ không nên quá thiên như thế này. Thì tất nhiên thì quan điểm đấy là quan điểm của mỗi người. Còn đối với mình thì như thế này thì người anh em này đang bị lệch và thiếu gần như là trống, để trống luôn một số những nhóm hương cơ bản. Thì đấy cũng là mình muốn chia sẻ với các anh em, nếu như mà ai đang bắt đầu vào mùi hương ấy thì cũng nên chú ý đó. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về bộ sưu tập nước hoa của bạn Long Phạm. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một bạn có nickname là Trần Tiến Đạt. Thì ở cái bức ảnh đầu tiên mình thấy rất là ưng với cái cách bạn này, bạn đi đầu tư mua sắm ấy. Bởi vì chỉ với một cái bức ảnh, mỗi một bộ này thôi thì xuân hạ thu đông xài ngon luôn, xài đẹp luôn. Ví dụ như xuân hạ thì ở đây bạn như có Club de Nuit này, giò trắng này, La Blue Forever, Nissan Hachivat, Nautica. Đó, đấy là xuân hạ. Còn thu đông ở đây thì bạn ấy có YSLY, Le Parfum này, Nissan Hachivat này, Versace Eros, Mancera Setra Boys. Đó, hoặc là ví dụ như là Creed Green Iris Street thì xài đấy xài đẹp luôn, mùa thu cũng được, hoặc là tầm cái tầm xuân xuân ấy, mùa xuân cũng được. Còn Guerlain EDP thì thôi không phải nói làm gì, chúng ta đều đã biết rồi. Thì mình thấy rất là ok. Ví dụ như mà chúng ta chỉ cần mua bằng này này thì là một sự đầu tư là sử dụng đẹp luôn, bốn mùa các dịp và nó hợp lý về giá tiền. Đó, thì đấy là cái bức ảnh đầu tiên. Sang bức ảnh thứ hai thì người anh em này cũng có một số những cái dòng cao cấp, ví dụ như là Santa Barbara này, bộ đôi sản phẩm của nhà Black Africano, một trang một cần Portrait of Lady này của Frederick Moore. Portrait of Lady hình như là mùi hoắc hương à? Đúng không nhỉ? Đúng rồi.
Another 13 replica Casamorati thì con này mình không biết, và Antrime. Thì với những cái chai niche này thì thật khó để có thể gọi là tốt hay không tốt, bởi vì với cái số lượng này nó mới chỉ giống như kiểu sự khởi đầu mà thôi. Cho nên là chúng ta sẽ còn phải đợi thêm. Ví dụ như biết đâu bạn sẽ cần mua thêm. Chứ ở mức như này thì cũng chưa có gì để nói cả. Nhưng ở cái bộ sưu tập này mình thấy rất là ok trong cái việc mà bạn ấy đầu tư ở cái bức ảnh đầu tiên ấy. Nó rất là hợp lý, nó kinh tế này, để độ đa dụng, độ linh hoạt, mùi mình cảm thấy rất là ok. Thì nếu mà anh em nào mà muốn bắt đầu sử dụng nước hoa ấy, thì chúng ta có thể tham khảo một cái bộ như này. Mình cá nhân mình thôi nhá, còn có thể là tùy theo mỗi người, nhưng mình cảm thấy rằng bộ sưu tập của bạn Trần Tiến Đạt ở cái bức ảnh đầu tiên này là mình cảm thấy cũng rất là ổn cho những anh em newbie sử dụng nước hoa đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ với các anh em hai bộ sưu tập của hai người anh em. Rất hy vọng các anh em thấy ưng cái video này. Bây giờ anh em mình bye bye, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.